Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video làm slime của mình. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm slime đơn giản nhất nha. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị những dụng cụ như một cái hộp và một cái mũ để khoét slime nha. Thứ hai, mình cần chuẩn bị là thực phẩm nè, một chai sữa, một chai răng miệng và một cái kim phí. Nếu mà các bạn không có màu thực phẩm hay là kim phí thì các bạn có thể dùng màu nước vẽ của mình cũng được, và một tí nước. Rơ miệng với kim tuyến thì chúng ta có thể mua trong nhà sách nha. Lộn, chai keo sữa với kim tuyến chúng ta có thể mua trong nhà sách. Còn cái chai rơ miệng này chúng ta có thể mua trong mấy cái chỗ như là tiệm thuốc tây cũng được. Bỏ rơ miệng vô 3 hoặc 4 giọt thôi nha. Bạn nếu mà các bạn để nhiều quá thì nó sẽ bật lại. Everyone is hiding. Let's play hide and seek. Try to find me. Let's
thôi. Mình đã nhờ đèo xong rồi các bạn, mà nó rất là đẹp luôn. Sẵn tiện mình có chuẩn bị hai cái hộp, một cái hộp nhỏ và một cái hộp chép đi đựng ba cái bông tai á. Mình không cần nữa thì mình để lại, mình có thể để xe cũng được. Bây giờ mình sẽ để lên và cột thứ hai. Đã để màu hồng rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ để màu tím nha. Bây giờ coi màu tím nó không biết nó có đẹp. Slam này để xả stress rất là vui luôn. Cooking in the kitchen now, that's what we do. There's something cooking in the kitchen just for you. Cooking up a storm, now that's what we do. There's something cooking in the kitchen just for you. We'll need a recipe. Wow, and a plate. Màu vàng rất là đẹp. Get some fruits and vegetables and snippety stuff. Cooking in the kitchen with mình đã làm xong cục màu đỏ này rồi nè. Các bạn thấy chưa? Đây là thành quả mà mình đã làm được 5 loại slime. Và tiếp theo mình sẽ cắt viên phiến này lên 5 slime. Mình sẽ gõ. Vậy là xong rồi nè. Và tiếp theo mình sẽ bỏ màu hồng nha. It's time for bed.
cấm, nhưng mà khi kéo ra nó hay đó. Các bạn phải thông cảm thôi, nãy giờ nó giống như là có khách quanh nó cười nãy.
mình sẽ cho tất cả slam vào đây. Các bạn nhớ nha, khi mà làm slam xong đó thì các bạn phải bỏ slam vô hộp để bảo quản. Và đây là hai cục slam em mình đã làm được. Cục slam này nhìn như cái bánh da lợn, y hệt luôn, không khác một chút nào. Và cái slam này màu đỏ, nó này. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái hộp. Ở nhà bạn nào có cái hộp thì các bạn để vô. Bây giờ mình sẽ để 5 cái slam này vô. Tiếp theo mình sẽ để 10 giờ. Để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.